em quen bạn ấy cũng 3 năm trời mà chỉ nhắn tin, gọi điện trên Zalo thôi. Em bảo là xác định đến với nhau thì cho nhau cơ hội để chúng ta tìm hiểu nhau, gặp nhau ngoài đời. Nhưng bạn ấy cứ khất tần hết mòn, là tuy nhà bạn ấy nhà mấy anh em cách nhau có hơn 7 cái số đó. Quen nhau trên Zalo 3 năm trời gặp mặt mà em yêu người ta dữ dội vậy đó. Coi Zalo có thấy mặt cổ không? Có hả? Dạ. Thấy mặt Zalo mà không cho gặp mặt ngoài đời. Dạ vâng. Tính ra anh này okay là bên. cũng chung thủy đó chứ, cũng cố gắng. 3 năm mà chỉ có phụ nữ làm khổ đàn ông thôi. Đàn ông tôi nhẹ dạ mà cứ dụ dỗ đàn ông được không? Anh vừa đũa cả nắm quá, có vẻ đâu cô gái nào cũng như cô gái ấy đâu. Em tự giới thiệu, em tên là Nguyễn Tấn Cường, em 3 năm tuổi ạ. Em quê ở Thái Bình. Hiện tại thì em đang làm nhân viên văn phòng ở Hải Phòng ạ. Em có bao giờ mà vào thành phố Hồ Chí Minh chưa? Dạ, em cũng vào một lần rồi ạ. Rồi, mời nhà gái. Em xin chào anh Quyền Linh, chị Ngọc Lan và toàn thể khán giả của chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò ạ. Chào em. Em tên là Yến, em 28 tuổi, em đến từ Hà Nội. Và hiện tại thì em đang làm chủ một trung tâm giáo dục cho bé từ 0 đến 6 tuổi. Với các bạn bị chậm nói thì em phát triển ngôn ngữ cho các bạn ạ. Em bay từ Hà Nội vào. Vâng ạ, em bay từ Hà Nội vào Sài Gòn ạ. Các bạn ở cũng rất gần nhau nhưng không gặp nhau, lại đến một cái nơi rất là xa để gặp nhau. Đó là cái duyên đó. Rồi bây giờ Cường nói cho nhà gái biết những ưu điểm khuyết điểm của mình đi Cường. Khuyết điểm của em thì là hơi tự ti bản thân tí. Ưu điểm của em thì là vui vẻ hòa đồng. Em thì thích nấu ăn, cũng thích đi du lịch mà em cũng tham gia một câu lạc bộ thiện nguyện. Ở công ty em thì em được mệnh danh là thánh trộn ạ. Là sao? Có nghĩa là em rất thích nấu ăn ấy, thì ở công ty thì mọi người cũng thỉnh thoảng là ăn được ăn món ăn trộn của em ấy. Ví dụ là su hào trộn này, hay là đu đủ trộn, hay là sông trộn, hay là cà trộn ấy, thì mọi người rất thích ăn. Vậy là hay rồi. Vậy là em là một người đàn ông nấu ăn giỏi đó. Mời nhà gái. Ưu điểm của em thì em khá là vui vẻ và em là người mê công việc nên là em có thể làm việc từ 6 giờ sáng đến 11 giờ khuya. Và cái khuyết điểm của em thì là cũng ít khi vào bếp núc ấy. Nhưng mà em vào thì em sẽ nấu những cái món đơn giản như các cái món luộc ấy thì để cho nhanh thôi, món khác khó hơn thì em vẫn nấu được nhưng em ít nấu vì bị mất thời gian. Không lo sao. Và bên đây luộc bên kia trộn đủ rồi. Khi mà em bị stress thì em hay cáu nên là em sẽ không có tiếp xúc nhiều với mọi người để em thu vào một chỗ ngồi để suy nghĩ trong 1-2 ngày ấy. Chứ mình không có được xả ra người khác, tức hay là đó. Gây tổn thương cho nhà họ. Gái là một cô gái rất là kiên nhẫn luôn á. Và em gái cho tôi biết chút xíu về đường tình duyên nào. Trước đây cũng đã từng yêu 3 người rồi. Mỗi người mà em chọn thì em thấy cũng bị na ná giống nhau, là cũng khá là chín chắn. Cũng là phần lỗi của mình là em khi đấy em còn trẻ, em chưa cảm thấy là em quan tâm người ta được đủ sâu. Nhưng bây giờ cái độ trưởng thành hơn thì em thấy là khi yêu là mình cần phải dành thời gian cho người ta nhiều hơn, quan tâm người ta nhiều hơn, phải biết cho đi trước khi mình nhận lại. Nhưng ngày trước thì các anh, 3 người yêu cũng đều rất là quan tâm nhưng mà không có được em đền đáp lại tình cảm. Trời, vậy bây giờ ai mà yêu cổ là sướng luôn nha. Đó, nhà trai nghe vậy là an tâm rồi ha. Dạ vâng ạ. Rồi, tình trường nhà trai như thế nào nè? Dạ vâng, em thì cũng trải qua được 3 mối tình nhưng chính thức thì hai mối tình đấy thì em cũng yêu, cũng là em quan điểm của em đấy là yêu hết mình. Nhưng mà do nhất công việc của em đấy, trước đây em cũng mở quán ốc hải sản thì em cũng bây giờ cũng rất là bận, nên ra là nhiều khi em cũng không để ý với bạn gái nhiều lắm. Thì khi em phát hiện ra bạn ấy có người khác thì em cũng chia tay. Mối tình thứ ba thì cũng thật ra là kể ra thì nó cũng là một cái gì đó mà đến nay này em cũng chưa hiểu nổi mà tại sao em lại yêu người ta như vậy. Em quen bạn ấy cũng 3 năm trời mà chỉ nhắn tin, gọi điện trên Zalo thôi. Em bảo là xác định đến với nhau thì cho nhau cơ hội để chúng ta tìm hiểu nhau, gặp nhau ngoài đời. Nhưng bạn ấy cứ khất tần hết mòn, là tuy nhà bạn ấy nhà mấy anh em cách nhau có hơn 7 cái số thôi. Bạn ấy cứ khất tần hết mòn là nào lý do là dịch bệnh, nào lý do là công việc nọ công việc kia. Thì em bảo là nếu như em mà yêu anh thì em hãy cho nhau cơ hội để gặp nhau, chứ cứ quen biết này nói chuyện qua mạng thì nó cũng không đi đến đâu cả. Một tháng bạn không làm được điều đó thì em cũng nói là chia tay, chưa nói. Mà em cũng nhẹ dạ quá. Quen nhau trên Zalo 3 năm trời gặp mặt mà em yêu người ta dữ dội vậy đó. Thì tính em là cũng muốn là lấy tìm được ai đó mà gần một chút ấy, để mình lấy với nhau thì mình có đi lại gia đình, đi lại nó thuận tiện hơn. Gia đình ai cũng có công việc mà. Coi Zalo có thấy mặt cổ không? Có hả? Dạ. Thấy mặt Zalo mà không cho gặp mặt ngoài đời. Dạ vâng. Tính có ra anh này okay là bền. Cũng chung thủy đó chứ, cũng cố gắng. 3 năm mà chỉ có phụ nữ làm khổ đàn ông thôi. Trời ơi trời. Cái gì vậy trời? Chứ còn gì nữa. Chào em gái. Dạ, em chào anh Quyền Linh ạ.
Đàn ông tôi nhẹ dạ mà cứ dụ dỗ đàn ông được không? Anh vừa đũa cả nắm quá, có vẻ đâu cô gái nào cũng như cô gái ấy đâu. Tội nghiệp. Em muốn tìm một nửa yêu thương của mình như thế nào? Em thì muốn tìm một người cao trên 1m7. Ngoại hình thì mập mập xíu thì em cũng mập chân tương xứng. Không. Cũng dày bên đây cũng được. Đừng có dùng chữ mập. Em là múp míp dễ thương. Em nói gì chị tức ghê, em mập lên cho bằng chị. Cũng tròn tròn, phúc hậu. Được. Quan trọng là chín chắn và là một người đàn ông hướng về gia đình, yêu trẻ con. Nhẹ dạ cả tin. Ừ. Thôi được rồi. Sao giờ còn em sao? Dạ. Em muốn có người yêu sao? Thứ nhất là biết quan tâm em, quan tâm gia đình em và chăm lo gia đình. Trời. Đấy. Bên đây dư sức luôn. Đặc biệt là phải gặp mặt đúng không? Dạ vâng. Còn quan trọng nhất là cứ phải thực tế. Thực tế. Đó. Hồi mở rào cho gặp chứ không phải gặp qua màn ảnh nữa. Đúng. Dạ vâng. Ừ. Em gái đi ra em gái. À, dạ em đi cùng bạn em ạ. À, bạn Hà Nội vào ạ. Em chào anh Quỳnh Minh, chào Ngọc Lan và chào khán giả trong trường quay. Chị là bạn của Yến. Dạ. Thì chị thấy như này, Yến thì dành hết thời gian cho công việc rồi. Tại Bắc mình thì thường hay đòi hỏi người nữ là việc nội trợ nhiều quá. Mà Yến thì chắc là không có thời gian dành cho công việc gia đình nhiều. Mà em thì chị thấy em cũng ngoài đi làm, em cũng có thời gian mở thêm nhà hàng nữa. Thì chị nghĩ là bây giờ phải một trong hai người bớt lại, mà cái sự nghiệp của Yến thì đang trong đà như thế thì em hy sinh một chút. Chị non nói hai bạn, một người Hà Nội, một người Hải Phòng, thì cũng phải sắp xếp như nào để mà gặp nhau. Theo chị thì nên bấm nút và cho nhau điều kiện, bởi vì Yến á thì cái gu của Yến á thích đàn ông khá là có tuổi, nhưng mà chị thấy bạn này cũng ok nha, nó là phù hợp. Dạ vâng ạ. Cảm ơn chị. Nhà trai mình đi với ai? Dạ em đi với bạn thân em. Dạ, em chào anh Quyền Linh, chào chị Ngọc Lan, chào dạ, toàn thể quý khán giả. Em thấy bạn gái bên này cũng rất là dễ thương, nói chuyện là đáng yêu. Em thấy hai bạn rất là hợp nhau ấy. Dạ, mong hai bạn cho nhau cơ hội để tìm hiểu sâu hơn. Dạ, em cảm ơn. Cảm ơn hai họ luôn. Bây giờ thôi mở rào đi để hai anh chị gặp mặt nhau. Không có qua Zalo, không có qua ảo áp chảo gì nữa chừng á. Nào, mở rào. Đó. Chào em. Chào em. Đến với chương trình anh có món quà tặng em. Em cảm ơn anh. Em cũng có món quà là một cuốn sách tặng anh để anh có thể thấu hiểu thêm tâm lý của phụ nữ. Rồi, cảm ơn em. Rồi, về vị trí ngồi đi các bạn. Cảm nhận đi em trai. Em thấy cô gái sao nè? Xong em cảm nhận bạn gái cũng xinh xắn, nhìn bề ngoài thì cũng được, cũng có tướng phu thê với mình. Cũng có tướng phu thê với mình. Em cảm nhận thế nào về anh? Em thấy hình dung thì cũng gần giống mẫu hình mà em đang tìm, là một người đàn ông cao hơn em tầm khoảng hơn 1m7, cũng mặt tròn tròn phúc hậu. Anh thì cao 1m73. À. Quan điểm của em như nào về hôn nhân? Quan điểm hôn nhân là hai người ấy là giống như trồng cái cây thì hai người cần phải vun đắp, chứ không để là từ một phía được ấy. Và quan điểm của em về việc là hôn nhân thì cần phải là quan tâm lẫn nhau, thấu hiểu tâm lý của nhau, phù hợp về quan điểm cũng như cái lối sống. Đôi khi là anh có thể là chưa được làm như ý em muốn, nhưng mà có em rồi thì chúng ta cùng nhau giúp cho con cái mình nó sẽ tốt đẹp hơn. Em sẽ đào tạo cho anh. Em sẽ đào tạo cho anh. Quan trọng là phải cùng nhìn về một hướng, chứ còn okay. Nếu mà nuôi dạy con mà cứ chống đánh xuôi kèn thổi ngược là con nó sẽ phát triển không có toàn diện ý. Đúng rồi. Nó sẽ cứ ai chiều nó sẽ nghe theo, thế nên là phải hiểu và cùng làm theo về một hướng, chứ không có một người này dạy một kiểu, người kia dạy một kiểu. Anh làm công việc hiện tại là anh đang bán đồ, như em thấy em hiểu là bán đồ nhậu đúng không? Ừ, bán đồ nhậu thì anh mới tạm dừng nghỉ vì đợt vừa rồi là anh cũng có nhiều việc ấy, mới xin công việc mới nên ra là cũng chưa có người để cùng nhau làm ấy. Trước anh cũng làm ở trên Hà Nội và xong cũng bị cái dịch Covid, nhà hàng nó không hoạt động tốt ấy, nên là anh cũng tạm thời mới nghỉ. Có thời gian vợ chồng mà cùng kết hợp được nữa thì anh cũng muốn mở lại, để mình muốn mở, thứ nhất là không có gì ngoài mà cái công việc mình làm nó sẽ được thụ động hơn. Mình thích làm quản lý thời gian của mình, không thời gian của mình ấy, nó sẽ được tốt hơn để mình chăm sóc gia đình. Em rất là yêu nghề nên là em sẽ trụ lại ở Hà Nội hoặc là Sài Gòn thôi. Còn Hải Phòng thì có nên cân nhắc không? Em có thể phát triển mở thêm cơ sở ở đấy được, nhưng mà nếu mà trụ sở chính thì em sẽ không về đấy, bởi vì ở ngoài đây em sẽ phát triển lên nhiều cơ sở hơn ý.
hai bạn tới gần nhau chút xíu nữa đi, để chúng ta có thể có một cảm nhận khác nữa. Mình cảm nhận đi em trai, nãy giờ nói chuyện với Yến đó, thông qua hai bên trò chuyện với nhau, mình cảm nhận cô gái trước mặt mình như thế nào? Chưa cầm tay em thì chưa biết cảm nhận như nào, nhưng mà khi cầm tay thì anh thấy em là một người rất là ấm áp, khuôn mặt rất là phúc hậu. Em thấy cảm xúc thì vẫn như kiểu ban đầu thôi, là cho em là một người cần phải có thời gian để em mới cảm nhận về đối phương được kỹ hơn. Thì em cũng hát tặng em bài hát Chỉ Yêu Mình Em. Vừa ngày nào ánh mắt ta trao nhau lần đầu, nụ cười em đã khắc sâu trái tim của anh. Phải làm sao cho quên đi bao nhớ thương về em, phải làm sao cho phút giây đó ngừng trôi mãi, và một ngày tiếng yêu thương đó chợt trở về, gặp lại em lòng hạnh phúc mang bao nhung nhớ. Và anh biết mãi mãi trong cuộc đời này thì tình yêu anh đã thuộc về người. Cảm ơn chương trình ạ. Ngược lại, em cũng xin phép là gửi tới chương trình một ca khúc của nhạc sĩ Tăng Nhật Tuệ, là ca khúc Cho Em Gần Anh Thêm Một Chút Nữa. Yêu là như thế, dù là sai thế nào vẫn cứ yêu thôi, và yêu đến khi tàn hơi. Bao lần đã cố, dù lòng phải quên đi, mà sao con tim vẫn yêu mềm. Cảm nhận lại những cái cảm xúc vừa rồi để chúng ta có thể đưa ra cái quyết định cho chính bản thân của mình. Bây giờ chị Ngọc Lan sẽ đếm nha. Các bạn sẽ đưa ra quyết định sau 3 tiếng đếm của chị Ngọc Lan. 1 2 3 Hết thời gian. Nhà gái không bấm. Em cũng xin lỗi anh là em chưa cảm thấy là kết nối được nhiều về những cái điểm tương đồng ấy. Nên em là thật lòng em muốn, mong muốn là em chúc anh hạnh phúc và tìm được một người phụ nữ thực sự là hiểu anh và yêu anh. Cảm ơn em. Cảm ơn hai bạn rất nhiều. Và chúng tôi trân trọng những quyết định của các bạn. Em tên là Lê Thị Thu Phương, năm nay em 23 tuổi và hiện tại em đang là giáo viên mầm non của một trường mầm non tư thục ở quận Tân Bình. Em sinh ra và lớn lên ở mảnh đất Tây Nguyên, Lâm Đồng. Dạ, em tên là Nam, em 24 tuổi, quê ở Bình Phước, hiện tại em đang sống ở Thủ Đức, làm việc tại Biên Hòa. Em làm gì em? Dạ, em làm kỹ sư hóa bên dịch vụ khách hàng. Điểm mạnh của em là vui vẻ, hòa đồng, rồi nói chung là... Với lại là thích sưu tầm những cái món ăn mới để nấu cho những người mà mình thương yêu. Rồi em khéo ở cái việc là làm những cái món đồ thủ công bằng tay như móc chìa khóa. Em chỉ có như vậy thôi. Với lại là khuyết điểm của em, cái thứ nhất là nóng tính, cái thứ hai là em không biết đi xe máy. Hả? Không biết chạy xe máy? Dạ em không rồi, biết giờ đi làm thì sao? Dạ em buộc phải thuê phòng gần ở trường. Đi bộ? Dạ rất là gần, em thuê phòng rất là gần. À, cũng dạ. Lạ ha, trời ơi, mấy tuổi mà không biết đi xe máy. Ở giữa dạ. Một cái thành phố thế này mà không biết đi xe máy thì là một cái bất lợi rất là lớn đấy. Dạ. Nhưng em có thể cho biết nguyên nhân lý do tại sao mà không tập đi xe máy được không? Dạ, em cũng không có biết sao, em ngồi lên chiếc xe máy là em rất là run, mà em cũng đi mấy lần rồi, mà đợt vừa rồi nè, cũng đợt tháng 6 á, đáng lẽ là em cũng tham gia chương trình sớm, nhưng mà tại vì em cũng bị tai nạn xe nhỏ nên em không có tham gia được, nên em rất là sợ. À, đôi dạ. Khi mình bị tai nạn lần cái mình thấy sợ đúng không? Mình bị ấn tượng rồi đó. Dạ. Thôi cố gắng vượt qua những cái trở ngại đó, tập xe đi em ha. Dạ. Yên tâm, có bạn trai bên đây sẽ về tập cho em. Rồi sau người ta đưa đón vẫn được đúng không? Dạ. Rồi mời bạn trai giới thiệu ưu điểm, khuyết điểm của mình. Dạ, em khuyết điểm, ưu điểm của em là hòa đồng, dễ tính, đi xe máy tốt. Và em có một số tài lẻ tẻ. Dạ. À, tài lẻ tẻ. Dạ. Khuyết điểm. Khuyết điểm của em là hiền lành, tốt bụng. Dạ, khuyết điểm lớn nhất của em là hiền lành, tốt bụng. Dạ. Ủa sao tại cho sao cho là cái đó là khuyết điểm?
Dạ tại nhiều, nhiều khi mình hiền lành tốt bụng quá, mình ai nhờ gì mình cũng làm, nó phiền phức cho mình. Sốc ha. Nhưng mà bạn nói bạn có nhiều tài lẻ là tài gì, ví dụ? Em thì hay hát hò, có thể chơi đàn guitar được, có thể nhảy được, nhảy sơ sơ. Nhảy gì em? Nhảy Michael chị. Hả? Cái này được à? Làm thử coi. Vậy làm thử coi cái cho nó không khí nào. Có nhạc không? À em không có rồi, nhảy được. Rồi tôi qua tôi coi với, rồi có gì tôi về tôi tân lên giùm cho. Làm luôn. 24 tuổi hả? Dạ. Trẻ mà đẹp lắm, trai dễ thương mà. Rồi. Có gì mình thể hiện cho đàn gái người ta thấy chứ. Đàn gái đang ngồi bên kia kìa. Đó, đàn gái ngồi trước mặt em nè. Ra hát bài của anh Lâm Trường, bài Tình Thôi Xót Xa của anh Lâm Trường. Mà nó được cải biên lại bởi anh Nhật Trắng của... Nhật Anh của Trắng TV. Rồi. Sao tùm lum hết trơn vậy? Rồi sao? Bắt đầu. Từ từ để em bình tĩnh lại cái đó. Gặp anh rung quá. Đâu rung? Thoải mái lên. Đó. Từ khi quen em, anh đã biến bối rồi. Vì những lúc thoáng em cười, anh đã biến con tim yêu em mất rồi. Người yêu ơi, xin em chớ quên. Nhà anh tuy không to, tên mẹ không hay cho, nhưng anh sẽ kiếm em chớ lo. Anh không đẹp ngất ngây, nhưng nhìn cũng hay, đặc biệt là không gay. Yêu ngay rồi em sẽ thấy. Anh rung quá. Cái gì cũng được hết trơn á. Đây là tài lẻ đó hả? Trải qua mấy mối tình rồi? Nếu mà chính thức thì chắc là không có. Nhưng mà trong bóng tối thì nhiều lắm. Trong bóng tối là sao? Trong bóng tối là sao? Tức là tình đơn phương ấy vậy. Em đơn phương người ta hay người ta đơn phương em? Em chứ, nếu mà người ta đơn phương em sao em biết được? Là em trong bóng tối. Dạ. Bây giờ muốn ra sáng không? Dạ muốn. Có biết mình có tại sao mà mình cứ trong bóng tối hoài không? Chắc là tại mình không dám ra sáng. Chắc là tại ngày không có tiền đóng tiền điện đó. Có điện trong bóng tối không đó. Nói chung là em trai tôi hơi thiếu tự tin chút xíu. Rồi, tự tin lên em. Dạ. Bây giờ muốn... Mình đẹp trai mà mình cũng có tài đấy. Muốn tìm người bạn gái như thế nào? Về ngoại hình thì em thích mấy bạn mình có mắt đẹp, mắt to. Giọng nói dễ nghe, giọng nói nhẹ nhàng. Vậy thôi. Nếu mà da trắng nữa thì tốt. Tại em đen quá. Vậy được không? Cỡ vậy là được không? Dạ. Vậy là đen hay trắng? Đen. Đen nó vậy là đen hay trắng anh? Đen vậy mới trắng đó. Không dám nói. Vậy mới trắng đó cưng. Rồi điều gì không thích ở người bạn gái? Điều không thích hả? Nếu mà điều em chưa nói tính cách, em thích tính cách như thế nào? Nói đi. Tính cách thì em thích người biết cư xử, biết tôn trọng mọi người. Không nói xấu sau lưng người khác. Rồi còn ghét thì là ghét nói xấu sau lưng. Nếu mà được thì nào tiến tới hôn nhân? Được á hả chị? Nếu mà cũng tùy bên bạn gái thôi, nhưng mà cũng phải có thời gian để ổn định. Thì thời gian, theo em, thời gian của em là bao lâu? Em nghĩ là phải ít nhất cũng phải hơn 2 năm nữa. Trời, ông nói chuyện không có dứt khoát gì, rụt rè, chán quá. Nhờ anh Quyền Linh hỗ trợ chút đi. Gì mà không có tự tin gì hết trơn à? Thì vậy tao mới chưa tìm được người yêu. Rồi để giờ nghe bạn gái nè, lắng nghe giọng bạn gái nha. Rồi cảm nhận coi giọng bạn gái như thế nào nha em. Giờ em giới thiệu mình trải qua bao nhiêu mối tình rồi? Dạ thưa chị, em từng trải qua 2 mối tình rồi chị.
hai mối tình. Dạ. Tại sao mình chia tay, quen được bao lâu? À, dạ, mối tình thứ nhất thì thời sinh viên, còn mối tình thứ hai thì em quen cũng được mấy tháng. Chia tay là tại vì bạn trai đó trong lúc quen em thì cũng có nhiều sự lựa chọn khác và đặt em lên bàn cân so sánh nên em không muốn nên em dừng lại. À, có mấy tháng cũng không có vừa gọi gì tình yêu đâu đúng không? Tôi chỉ mới tìm hiểu thôi. Rồi. Tóm lại là hai bạn cũng còn thiếu rất nhiều kinh nghiệm trong tình yêu. Bây giờ hôm nay là hai người sẽ gặp gỡ nhau để mình trao đổi với nhau ha. Nếu mà hợp nhau thì mình tìm hiểu nhau thôi. Bạn gái muốn tìm một mẫu người bạn trai như thế nào? Dạ, mẫu người bạn trai của em muốn tìm tức tiên về tính cách thì em muốn người bạn trai đó là biết cách đối nhân xử thế, điềm đạm và tâm lý. Còn và không hút thuốc. Ồ, có hút thuốc không em? Dạ không chị. Mà không biết... sao nhẹ quá. Mạnh mẽ lên đó thấy chưa? Nhẹ. Bạn gái thắc mắc sao nhẹ vậy kìa. Dạ không chị ơi. Ừ. Không bao giờ. Rồi. Còn gì không em? Về ngoại hình thì miễn hợp nhãn em là được chứ không có cần ấy, nhưng mà cao, tại vì em thấp rồi nên em mong muốn có một người bạn là cao 1m7 trở lên cho cái cảm giác giống như là an toàn thôi chị. Chà, chắc không tới quá, bớt xíu đi em. Đứng lên coi. Bớt xíu đi. Được. Bên kia được nhiêu? 65 không? Hơn. Hơi chuẩn của đàn ông Việt Nam. Đứng kế anh. Được rồi, thôi. Anh thấy ổn rồi đó. 65 được rồi. Còn bây giờ những cái tiêu chí mà nó đưa ra em thấy mình hợp khoảng bao nhiêu? Nếu mà cho mang giày độn thì được 100% cho mang giày độn hả? 68 vậy đó ha. Dạ. 67, 68 vậy đúng không em? Dạ. Em cảm nhận giọng của cô gái bên này như thế nào? Dạ em chào anh. Anh dễ thương. Dạ. Anh thiếu tự tin thôi chứ cái gì cũng làm được hết trơn. Dạ. Anh thấy cũng hợp lý đấy. Dạ. Nhưng mà tụi em còn trẻ quá à. Trẻ quá rồi thí dụ yêu thương thiệt hợp với nhau hết á thì khoảng bao lâu mình có thể tiến tới hôn nhân được? Dạ thưa anh, tại vì công việc việc của em bữa nay em cũng đã khá ổn định rồi nên em cũng nghĩ là có thể là cuối năm sau. Cuối năm sau luôn? Dạ, nhưng mà tùy theo tình cảm của mình nữa anh. Đúng rồi. Dạ. Trẻ dạ, nhưng mà muốn lấy chồng sớm. À, không lấy sớm cũng không sớm thì mấy đâu. Thường ở dưới quê mà tới 24-25 tuổi 24-25 là cũng lớn tuổi rồi đó. 30 là bầm 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 luôn đó. Em thấy anh cái giọng nói anh kia thế nào? Dạ giọng nói nó hình như là nó không có được mạnh mẽ. Nhưng mà anh nhát thôi chứ không phải. Chứ giờ bên đây men. Dạ. Số 1 luôn. Với lại anh ơi cho em hỏi có phải anh là người miền Trung không anh? Gốc người miền Trung không anh? Anh người miền Đông em ơi. Tại vì em cảm nhận cái giọng có một chút hơi hướng miền Trung. Dạ. Anh ở với bạn ở miền Trung nhiều nó bị lai. Dạ. Rồi em có yêu cầu gì bạn nam không? Nếu bây giờ lấy nhau rồi có yêu cầu gì không? Dạ anh nói chung là anh rung quá. Rung quá hả? Biết mẫu người của em là biết quan tâm chia sẻ, với lại là trung thủy, với lại là biết cách đối xử giữa hai bên gia đình nội ngoại. Vậy thôi. Tuổi trẻ này rất là lãng mạn đúng không? Anh thích sự lãng mạn không? Em lãng mạn nhưng mà nó thực tế đi anh, đừng có trên trời dưới đất quá mà cuối cùng không có được cái gì hết là không ấy. À, anh thấy hai bạn là hơi hợp lý rồi đấy. Hôm nay em có đi với ai không? Đi với người thân không? Dạ có, tới tham gia chương trình hôm nay có chị họ của em là chị Hiền. Rồi, đâu mà chị Hiền ạ? Dạ. Em chào anh Quỳnh Linh. Chào chị. Em chào chị Cát Tường. Em là chị họ của bé Phương. Thấy anh này thế nào? Gần đạt chuẩn soái ca. Ồ, gần vậy đạt chuẩn soái ca. Còn thiếu gì nữa? Cao một chút với lại trắng một chút nữa. Cắn một chút nữa hả? Dạ. Thằng con trai cắn làm chi? Vậy là hợp lý lắm rồi, cắn quá yếu lắm. Cái đó hên xui anh. Hên xui hả? Dạ, với... À. Này em có nghe bạn Nam nói là chạy xe an toàn. Thì cái đó em yên tâm tại vì bé Phương không biết lái xe. Nên là một lần đi đâu thì có người chở, chạy xe an toàn là yên tâm giao bé Phương rồi. Rồi, vậy là em khỏe rồi ha? Dạ. Rồi, cảm ơn em. Bạn Nam, mình đi với ai? Dạ em đi với lại bạn em. Đầu tiên em xin chào anh Quyền Linh và chị Cát Tường cùng toàn thể quý vị khán giả đang có mặt trong trường quay Bạn Muốn Hẹn Hò. Dạ, hôm nay em đến đây cùng với ba bạn thân, là ba bạn thân học cấp 3 của bạn Nam. Ừ. Nhưng mà em là thân nhất, chơi cũng được 10 năm rồi nên mới được cầm micro nó chị. Thôi bạn nào cũng được cầm làm ghê vậy, thân nhất mới được cầm. Rồi. Em nhận xét như thế nào về Nam cũng như là bạn gái bên đây? Dạ. Bạn Nam thì chơi cũng đã lâu nên bạn Nam thì rất là hòa đồng, tốt bụng, hay giúp đỡ người khác.
Và trong công việc á thì rất là nghiêm túc, cũng có đặt mục tiêu cho tương lai rồi làm mọi cách để phấn đấu đạt được những mục tiêu đó. Còn bạn nữ thì em thấy cũng dễ thương, hòa đồng với tính. Dạ em cảm ơn. Phù hợp với tiêu chí của bạn Năm. Phù hợp với tiêu chí. Dạ. Rồi, sao hai bạn kia có ai muốn nói gì không? Chứ để nói chưa đủ thân là chưa không được nói. Em tên là Trung, thì em thấy bạn Thu Phương là mắt đẹp, nam chọn mắt đẹp, rồi trắng. Rồi. Mình đã nghe tiếng rồi. Dạ. Mình đã nghe người mà thân nói chuyện rồi. Vấn đề quan trọng là mình cảm nhận thôi. Dạ. Kéo màn lên ha, còn tài lẻ gì mình thể hiện luôn nha Nam. Kéo màn lên. Tự tin lên tiếng nha Nam. Cố lên. Cố lên. Dạ anh chào. Có bó hoa tặng. Dạ anh cảm ơn anh. Rồi hai bạn thoải mái nói chuyện đi, cảm nhận về nhau rồi nói gì nói đi. Hiện tại em đang ở đâu? Dạ em ở quận Tân Bình thôi anh. Xin lỗi nãy có nói rồi. Dạ không sao. Em có tính về Lâm Đồng ở hay là ở đây luôn? Dạ đối với em ở đâu có công việc ổn định thì em lựa chọn ở đó. Dạ. Nếu như mà em nói là cuối năm mà đám cưới á, ví dụ như có đám cưới thật á, thì chắc là phải ở nhà trọ vài năm em có chịu không? Dạ cái đó không có vấn đề gì hết anh, cuối năm sau mà. Cuối năm sau chứ phải là cuối năm này. Không, ý là cuối năm sau em cũng đâu có tiền mua nhà đâu chị. Mấy năm mới đủ. Anh thật quá. Dạ. Mấy năm mới được. Nếu mà một người thì lâu, mà hai người gộp lại thì nhanh lắm. Kế hoạch khoảng mấy năm, chồng cho con số cụ thể coi. Em nghĩ là chắc... 5 hay 10? 7 năm. 7 hả trời? Mình nói cho vui mà quốc kê 7. Thôi cũng được. Tiếp đi, tiếp đi. Em nói đi. Dạ. Nói chung là... nói sao ta? Khi mà ở bên này nghe anh giới thiệu anh có nhiều tài lẻ là em cũng đã... có một thiện cảm rồi khi gặp. Dạ. Dạ. Còn sao? Tài gì nữa không em? Có. Em có biết giả giọng phim cổ trang TVB, nhưng mà em nghĩ nó không phải là tài lẻ, tại vì em thấy nhiều người làm được. Dạ. Còn gì khác đặc biệt hơn không? Đặc biệt hơn ví dụ như em có thể bẻ ngón tay. Trời ơi, gì vậy? Bẻ ngón tay là sao? Em có thể bẻ gãy ngón tay của em được. Hả? Ta bẻ kịp có nó bẻ gãy luôn á. Tài nó dữ lắm á. Em có muốn coi anh bẻ ngón tay anh gãy luôn không? Dạ không. Hả? Thôi chị cũng sợ lắm. Anh Linh dám coi không? Tự nhiên rồi đây. Ngồi rồi bẻ gãy ngón tay rủ có chuyện gì tự nhiên đây tôi mang họa nữa. Thôi bỏ ngồi đi đi. Ngồi bẻ gãy tay. Ở trên nhà người nó tính hàng ngồi như thế nào sao? Đi. Bàn kế hoạch đi các bạn. Nếu mà hẹn hò với nhau á, dạ. Thì em thích đi những chỗ nào, ví dụ như là quán cà phê, quán trà sữa hay là quán mì cây hay là gì đó, em thích như thế nào? Nói chung tại vì tụi em nó cũng còn trẻ quá thì không phải, nó cũng còn hơi tin chút nên em cũng muốn đi coi phim, đi uống cà phê, trà sữa, rồi họp mặt bạn bè. Hoặc là đi phượt, sở thích của em là đi phượt. Không biết chạy xe mà đi phượt. Em ngồi đằng sau á anh. Anh cũng thích đi du lịch bằng xe máy. Dạ. Anh đã đi nhiều nơi chưa anh? Nếu mà tính km thì chắc cũng mấy ngàn cây số. Em không biết chạy xe, anh nói dạ. Vậy anh không bằng tường được. Nếu mà đi thì đi nhiều nơi rồi, cũng có một vài nơi ở ngoài Bắc, Nam Trung thì cũng có hết rồi. Dạ. Rồi cho em hỏi là gia đình anh có mấy anh chị em anh ha? Nếu mà tính luôn bố mẹ thì tổng cộng có 6 người trong nhà. Anh là con thứ mấy ạ? Anh là con lớn nhất. Con lớn nhất con cả. Dạ. Còn em thì gia đình em có 2 chị em gái, chị em lập gia đình rồi, còn mình em là con út. Dạ. Dạ. Con út hả? Dạ. Bắt rễ ra được không? Ví dụ như bắt rễ. Đó giờ mình chưa có khả năng mua nhà, mượn nhà trọ tốn tiền, giờ về nhà vợ ở đỡ tốn tiền. Ở trên Lâm Đồng luôn hả chị? Ở trên Lâm Đồng luôn ha. Nhà em. Dạ nhà em ở Lâm Đồng thưa anh. Nhưng mà bạn nữ đâu có về Lâm Đồng nữa vậy. Em ở đó, bạn ở đây sao? Hỏi bạn á. Em có ví dụ như sao ví dụ như ba. Sao nhìn bạn anh?
Nói đại đi em, muốn nói gì nói đại lên, mạnh mẽ lên coi. Ví dụ như ba má em mà bắt có cái đó phải bạn nó hỏi em mới đúng chứ, sao em hỏi nó nó ngược ngược vậy. Thực ra mà nói thì em cũng ngay từ đầu em nói là ở đâu công việc tốt nhất thì em sẽ làm ở đó, nhưng mà thuyền theo lái thì gái theo chồng, nếu như mà chồng em có công việc ở đâu ổn định á thì em cũng sẽ tự nguyện đi cùng với chồng. Vậy là vậy em là... đi theo em, đi theo em đó chứ còn không có cửa ngược lại đâu nha. Rồi kế hoạch sau này mình sinh con rồi mấy đứa giờ còn tính chưa? Cái đó tùy vào tình hình kinh tế tài chính vậy, nếu mà được thì càng nhiều càng tốt. Nhà 7 năm nữa mới mua nổi mà được càng nhiều càng tốt, sinh ra ai nuôi? Thì giờ mình chịu khổ, mai mốt mình già rồi mình có thì con mình khổ. Thôi bây giờ là mạnh mẽ lên nè, giờ mình nói cảm xúc của mình từ nãy giờ nè, nhìn đối phương mình cảm nhận như thế nào. Bạn trai, em nói cho nó dứt khoát mạnh mẽ lên coi, tình cảm chút xíu coi, tỏ tình cho nó hấp dẫn chút coi. Nãy giờ tài lẻ là chưa được gì đâu đó, nói cho hay đi. Thì đây là chương trình này nó tạo cho mình một cái cơ hội, mà anh nghĩ anh với em nó không phải là duyên số đâu, mà nó là chân tình á. Tại vì em hôm trước em bị tông xe đúng không? Dạ em bị tai nạn tông xe. Mà em bị tai nạn rồi mà nói chung là anh vẫn không có ghi hình với một bạn nữ khác á, thì nó không còn là duyên số nữa, mà nó là em cố chờ đó hả? Dạ không phải, tại chương trình không có quay cho em. Anh không, tức là ý bạn trai như thế này, hình nếu hôm trước á, cái duyên là đúng, hôm trước anh bị tai nạn đó, là chương trình đã bỏ qua để tìm một cái đối tượng khác, bởi vì không biết chừng nào sẽ trở lại. Nhưng mà chương trình vẫn chờ, vẫn tìm và cuối cùng không ra được, và cuối cùng em vẫn là người ở chỗ đó. Tức là cái duyên là nằm đó, đúng không em? Dạ cảm ơn anh. Cho nên là đó luôn. Nói chung là quyền quyết định là em, anh không quyết định gì hết. Ồ sao kỳ vậy? Lên đây hai đứa cùng quyết định chứ sao quyền quyết định đó em là sao? Ý bạn trai nó là bạn đồng ý rồi đó, đúng không? Anh nói vậy nó quạch tẹt quá. Nói luôn là quạch tẹt luôn đi. Không bây giờ nè. Thôi, anh thì rất là cảm thấy là gặp em anh rất là mến, cảm thấy là nó hợp gì đó. Bây giờ chỉ còn là không biết ý do em như thế nào hay sao, tự nhiên em quyết định anh không quyết bây định rồi sao? Em hãy nói cái gì mình đang suy nghĩ trong lòng đối với cô gái đang ngồi đối diện em. Em cho là cái duyên rồi, nhưng bây giờ nãy giờ mình cảm nghĩ thế nào, mình có thích hay không, và cảm giác tim mình nó có rung động chút xíu nào không, ánh mắt có cảm xúc gì nó không? Có chạm vào ánh mắt hay không, đó là những gì mà bạn gái đang trông chờ em nói đấy. Nào bắt đầu. Nếu mà em muốn thì anh sẽ làm tài xế cho em từ bây giờ cho tới lúc nào em chán thì thôi. Còn em muốn nói gì không? Dạ em nghĩ là cũng rất là khó khăn, mà em nghĩ là gian nan luôn á, em mới tham dự được chương trình ngày hôm nay và em gặp anh, em nghĩ cũng là một cái duyên. Nếu như mà sau khi cả anh và em cùng bấm nút bước ra khỏi chương trình này và chuyện tình cảm của mình tiến triển tốt á, thì có thể là anh vụng về nhiều thứ và em có thể là che lấp cái khuyết điểm được đó của anh. Nhưng mà em mong anh có thể là thật về mọi thứ. Em không muốn một người mà gọi là đặt em lên một bằng cân so sánh thêm một lần nữa. Hiểu không? Hiểu ý cổ không? Dạ. Hiểu ý cổ không? Là giống như bạn trai cũ đúng không? Anh đừng có lôi. Em thì em có so sánh thì em cũng không có cho ai biết đâu. Trời đất ơi. Tôi em trong lòng em chỉ có, nếu mà mình đã quen nhau tìm hiểu nhau, trong lòng anh chỉ có một mình em thôi. Dạ đúng. Đến khi nào em chán thì thôi, không bao giờ có em mà anh có nghĩ tới tơ tưởng đến một cô nào khác. Nói mạnh dạn dứt khoát câu đó coi. Nếu như mà có quen nhau á thì trong cái nhiệm kỳ của em á thì nhiệm kỳ mấy năm, nhiệm kỳ sao? Nói chung là khi nào em chán thì thôi, còn anh sẽ không có ngoại tình từ trong tư tưởng, kể cả từ trong tư tưởng đó. Em yêu cô gái ấy trong mấy nhiệm kỳ? Có phiếu bảo hành không? 10.000 năm anh. 10.000 năm. Trời ơi anh chàng biết. Cô ấy nói rất là hay đấy. Dễ thương. Em sẽ che khuất lấp tất cả những cái khuyết điểm của anh. Vấn đề đừng để em lên bằng cân thôi. Một. Bắt đếm. Chuẩn bị. 1 2 3 Hết thời gian.
Ồ. Tại sao, tại sao? Nắm tay nhau đi cái đã nè. Thật sự là anh muốn thoát tim luôn đấy. Tại sao em bấm chậm vậy? Em cho chị biết coi em còn chần chừ điều gì. Tại em run quá, vậy em coi bạn nam này bấm trước hay không. Thôi á Phới. Có xì nhanh. Nếu bạn nam không bấm thì sao? Em cũng không biết nữa. Em không bấm anh cũng bấm rồi. Đúng. Bạn trai nói đúng đấy. Vấn đề mình thích là mình bấm thôi. Ờ mình thích mình bấm thôi. Chứ không phải mình chờ người bấm mình mới bấm, như thế là không thật. Không phải. Nhưng mà em cảm nhận chàng trai như thế nào? Em cảm nhận là bạn trai này là tính thật. Đầu tiên em thấy là thấy thật thà. Thật thà đấy. Nhưng mà dễ thương. Dạ. Vấn đề em nhớ bảo quản anh chặt hơn chút xíu, mình che khuất những cái. Nghe mấy đồng nghiệp nói gì kìa, hôn cái đi kìa. Gì mới nghe hôn mặt mà tới nghe tới mép vậy. Cái này hôn con chứ đâu phải hôn. Không phải hôn vậy. Hôn lại đi. Sao